Một con vịt chạy ra cây xanh, nó kêu sẵn cắp 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 cắp. Gặp hồ nước, nó đi bài vì ôm lướt lên bộ với cái cánh cho khô. Một con vịt chạy ra
Không đến nơi vắng thương hoặc ở riêng với ai, không để ai được nhìn thấy vùng đời bơi của riêng mình, không để ai chạm tay chạm nghe ta thôi. Ta nói không nên lo sợ, ta bao đi tránh xa liền, ta kể lại với cha mẹ để bảo vệ chúng ta. Nếu gặp những người không tốt, ta phải nên càng tránh xa, hãy tự bảo vệ chúng ta. Năm ngón tay này ai cũng nên nhớ trong lòng, ngón cái là chỉ cha mẹ được ủng hộ chúng ta, ngón trỏ là chỉ thầy cô, ba mẹ chú bác họ hàng, ta nắm tay và yên tâm nơi đông người vui chơi. Ngón giữa ta bắt tay nhau khi thấy ai đó quen thuộc, nhưng ngón áp út người là thì ta nên đứng xa, tên ngón út là người xấu, đứng xa ta phải ta bỏ chạy. Các em đã hiểu hết chưa? Trong lòng ngon cay là chỉ cha mẹ được ủng hộ chúng ta, ngon trỏ là chỉ thầy cô, ba mẹ chú bác họ hàng, ta nắm tay và yên tâm nơi đông người vui chơi. Ngon giữa ta bắt tay nhau khi thấy ai đã quen thuộc, nhưng ngon áp út cười là thì ta nên đứng xa, tên ngon út là người xấu, đứng xa ta phải hết ta bỏ chạy. Con tôm cho mẹ để mẹ ăn cơm. Vào bếp đâu cái trứng ốp là lấy con cá kho thêm mặn mà để dành cho cha. Mẹ khen cháu ôi thơm ơi là thơm, muốn ăn hết nguyên cả một nồi cơm. Yeah.
cả một nồi cơm.